mến chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Thắng Microsix và động cơ Thi Hải của em. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người là thay ống xăng này, lọc xăng này, rồi xúc rửa vệ sinh thì xe con. Máy cửa xích Rivi tay cụ. Dạo này em bán cũng rất là mạnh nên là hướng dẫn luôn. Và thay nút bơm xăng phụ nữa này. Của nó test. Đó, mình sẽ thay cái nút bơm khác nha. Đấy là những cái đời mà có nút bơm xăng và có đời không ha. Mọi người quan sát kỹ em làm nhé. Đây mình thay nút bơm. Bơm này bán nó rất là nhiều. Rất là máy. Đưa cho ông bên được về cho ăn thường nha. Họ cũng khách hàng có thể đặt mua cái xúc bi của nó. Xúc bi là Thắng Microsix. Em có 3 xúc thì xúc bi nhé. Thắng Microsix rồi tụi mình hết. Thắng Microsix lên động cơ rồi hả? Ok, thay nút bơm xong rồi. Giờ mình tháo cho con ra này. Thay ống xăng và xúc rửa luôn ha. Làm rất là nhiều video rồi, cơ bản nó giống vậy thôi, cái cách xúc nó chỉ có vậy thôi, nhưng mà mỗi đời nó tháo kiểu đó. Mình tháo hai cái ống hơi bơm xăng đi về. Ok rồi, tháo cái ống xăng, hai ống xăng bơm xăng phụ, là bây giờ mình tháo ống xăng nhé. Lách ra mình lấy. Ok, thật nó lách cho ron là được. Đây mình rửa nước nó hơi dơ lại, để mình xịt phụ này. Thay cao su này ra để thay ống xăng nhé. Này là trong cái buồng chứa xăng nó dơ nãy vệ sinh nhé. Ok, lấy ống xăng mình thay thế đi ha. Xăng xăng không cái đấy quẹt được, xăng nó ở cái này nó có nước không? À, quên luôn được không ta? Cho nó sâu hộp. Con này nếu mà thích thì lấy hộp quẹt thì hơi cũng được. Hơi nóng lắm rồi nha. Cái tay từ từ thì nó không vào.
dài hơn zin nó một tí. Rồi, gắn lọc vào. Cái này nó rất là bóp nên nó khỏi cần phải cái ống này đè. Trong này nó đừng có gặp ra được cong mà nó nằm lọc hay trong này là ok. Cũng hay xúc được sẽ to hơn. Như này chai hết này, mình thay này luôn, thay cả bộ này luôn ha, kém rồi. Da này còn rất là mềm. Hả? Chưa, còn đang có khách. Bảo cơm xong mới đi đây. Em ơi, bỏ ăn cơm xong mới đi. Chứ đang có khách rồi. Ok, đây thì là nó không bị có miếng thay. Kiếm ra bơm thay nha. Đây mình sẽ kết hợp mình thay bộ ra bơm này. Này nhăn hết rồi. Nó mềm nên nó nhăn này, không xài nó đạt. Nhăn bỏ luôn. Mình kết hợp bộ ra bơm. Còn mới cắt cỏ nhé. Chủ yếu là lấy cái ron này chính nhất. Cái ron này nó có cái lỗ bơm xăng này. Xăng phụ lắm. Còn nó này đúng của nó rồi, đúng bộ da bơm luôn, cả ron nữa ha.
sạch chứ không xấu của nó cũng ra bơm đặt cho nó chính xác. Này nó đóng này, không xì, thổi không xì. Ok. Cái đầu có cái đầu bô xăng phụ này thì mình phải nới này ra, nới hết xăng nhỏ là rộng ra, mình thử xem cái van lập lờ nó còn xài được không. Nếu cái van một chiều này mà nó hư ấy, là coi như bỏ xăng con luôn, thử nhé. Nó thổi được là ok. Mình thổi mà nó được. Còn mình hút lại nó đóng là ok. Đó. Giờ mình thử ha, thử ra không nào. Đó, thổi được. Hơi nặng. Có xì. Không. Còn nếu mà nó bị chai cái đó là thua rồi đó. Coi như thằng con hư rồi. Rồi, ra bô. Được rồi. Hôm nay trên chờ mệt nghỉ luôn. Đây mình đặt cái ron đấy nhá. Đặt cho nó đúng cái lỗ cổ cũ của nó. Hôm qua định gửi Viettel mà trễ quá không gửi được thì chuyển sang bên mình. Chưa kịp. Ý hôm qua tính như tối hôm qua gửi Viettel mà đóng hàng trễ quá. Không gửi kịp ấy. Thế là buộc lòng bây giờ hôm nay gửi bên mình chứ gửi Viettel nó chờ chiều nó mới gửi à? Chiều nó gửi là chết mình luôn. 8 đơn. 8 đơn mà bây giờ đang đóng thêm một đơn nữa, đóng được 7 đơn rồi. Em để trong này này, các chết em đó một góc đó, 7 đơn đấy, thêm một đơn nữa mà chưa ghi tên nữa để chờ tí ghi tên. Còn một đơn này đang soạn để đóng nữa. Ủa dạ chị, cái đơn hàng của Phạm Bích Tâm giờ sao chị? Rồi đây khách thì khách cũng nói vậy thôi, cho xài thử. Thank you.
ơi chứ. Cầm đi chứ thì lấy mất hết điểm của em dạ. Ok xong hết rồi nhá, không ráp rồi một lưu kho là không được cầm hàng đi gì ơi, lưu kho cầm hàng đi lỡ mất rồi bị đền á. Thì bóp một tiếng ra sau đó đẩy lên cây. Bóp ra đi. Ba nha chị. Ok nhá. Rồi. Nói chuyện giới thiệu vãi. Thế vào cái thuốc cai thuốc lá Phạm Bằng á, khách kêu cho khách uống thử rồi nếu mà hết thì khách trả tiền. Cái gì kỳ vậy? Trong đầu khách nó lầy vậy. Nó gặp mấy bà già già già. Trời đất ơi. Không làm gì còn thuốc uống phát ra cai được ngay. Ê, lỡ uống hết được cái người ta kêu không được cái sao người ta không trả tiền luôn. Điên à. Em chơi cho nó đi hả? Ê, còn muốn bán mà làm cho nó là chết. Thuốc mà chơi cho thử. Có đúng hàng là nhận, không nhận thì thôi, em chơi cho nó đi hả? Hai chai cũng triệu mấy, triệu ba của người ta. Người lấy rồi mấy ông nội này mệt lắm. Giao hàng cũng khó quá. Khó quá. Cái đó là thua đấy đấy. Thuốc mà thử rồi đó là thua đấy. Mình mua mình tìm hiểu kỹ đi. Cứ đến đấy một chép nó đúng hàng là được. Không biết tưởng rồi cũng đặt. Không mua online thì tin tưởng khó bán lắm. Cáo giá thì phản bàn này không biết cũng được mà thấy nhiều người mua đó bạn. Cái do mình nữa ha, nó hiệu nghiệm. Chứ bỏ thuốc lá nhà xin cơm hả? Chứ chẳng hút nữa. Riêng thì món này thuốc thua. Mọi người thử đấy. Cho cái lông đèn nhỏ nó phải là khớp. Thử cái này nó nhẹ nhàng là được. Sẽ cứng ha, bóc ra này. Yeah. Nắp chụp sạch ok giờ tiến hành nới xăng gió ra này. Nếu mà lạ như các bác thì bây giờ cái nới là mỗi con một vòng rưỡi đi hoặc là hai vòng và bắt đầu mình chỉ con thắt trước nhé, quen thì chỗ kia nhưng mà nếu lạ thì chỉ cái này nó hơi ồn ào đi nhưng mà thôi mình mới làm rồi châm xăng hấp sơn nó ăn ra rửa bỏ ra rửa sạch cho mấy mai cái da cái đây để người có khách hỏi okay. Bơm xăng thử ha, à được chưa, cái này vừa rồi mà anh dân có chỉ gắn ống xăng. Nó gắn ra với lại gắn ống xăng phụ thôi chứ chưa gắn ống xăng chính ở bên xăng ha. Đó lên rồi. Ok mình cái này thì mình đổi mình đóng e lấy tay đóng e được.
Đó, e nó lên xong. Điều chỉnh cái con gió này trước này, hát này, hát ra vào trước rồi để gáp này vô đi, nó nổ tương đối là ngon rồi. Chỉnh nó thắt trước. Để mà mình giật không nổ, mình bóp ga đấy nhé, cho nó mau nổ. Ok, xong rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người mua hàng xin liên hệ số điện thoại 0974644973. Zalo Thắng Máy Cơ Xích nha mọi người. Cái đèn này tên gì ạ? Rồi để em coi. Cái đơn đấy đơn mới nhất mới tạo ấy. Có chữ Tanaka. Đóng cửa đi ngủ thôi.